Ok, xin chào tất cả anh chị em. Thì mình là Tuấn đây. Và ngày hôm nay mình đang có mặt tại Vincom Thủ Đức để tham dự cái show Guppy. Show Guppy này mang tên là Hạnh Thuận Guppy Champion Việt Nam ha. Và thời gian diễn ra là từ ngày 3 tháng 12 tới ngày 4 tháng 12. Và nghe nói là show này là đang là show lớn nhất Việt Nam hiện giờ. Và giải thưởng cũng rất là cao các bạn. Mình thấy có iPhone 14 Pro Max nữa. Bây giờ mình đi vào mình quay cho các bạn xem ha. Đầu tiên phía bên ngoài đi vào thì có một màn hình OLED rất là lớn ha các bạn ha. Màn hình này thì chiếu về show cũng như là nhà tài trợ, đơn vị tổ chức, rồi các nhà tài trợ của cái show thi ha. Ở đây mình thấy có một cái nhãn hàng thương hiệu cũng khá nổi tiếng ở Việt Nam là Etra Bio Việt Nam các bạn ha. Nhưng mà hôm nay mình thấy có một cái sản phẩm mới. Anh chào em. Anh là Tuấn. Chào Tuấn. Anh chào em. Thì không biết rằng hôm nay mình ra đây nắng nôi như vậy thì anh thấy có một cái sản phẩm mới anh muốn chia sẻ với các bạn. Mình không biết là cái này là cái gì nhỉ? Cái này là sản phẩm mới bên Extra Bio là hiệu là Zero Sốc. Zero Sốc tức là không bị sốc nữa đúng không? Đúng rồi, là chống sốc cá nè, rồi giảm chết cho cá, rồi hồi phục nhanh. Thì cái sản phẩm này mình sử dụng như thế nào ha? Sản phẩm này thì mình sử dụng là một nắp nè, một nắp trên chai. Cho là 50 lít nước là để chống sốc cá khi mà cá bừng vô hồ mới hoặc là khi mà vận chuyển cá là 10ml một cho nắp, là 50 lít nước. 50 lít nước. Đúng. Một cái chai này sử dụng rất là nhiều luôn các bạn. Một chai này là 125ml. Mà một chai này nó có giá là khoảng mức như thế? Cái này là hiện là hàng khuyến mãi. Chưa có ra thị trường, khoảng ngày 15 tây thì mình mới bắt đầu mình mới có giá chính thức. Đúng rồi, giá chính thức ra thị trường. Về hiện tại là ở đây là mình là sản phẩm để cho người dùng trải nghiệm trước. Cái chương trình khuyến mãi của mình hôm nay ở đây là gì nhỉ? Chương trình khuyến mãi này thì mình chỉ cần là chụp hình check in là mình được tặng quà. Chụp hình check in trên Facebook hả? Đúng rồi. Thì chút xíu nữa anh chụp hình check in Facebook được. Tặng quà anh nha. Được. Tặng anh 2 chai luôn. Ok. Thì sao mà cái ngày thi cá này thì không biết rằng anh có thể mua sản phẩm này ở đâu? Sản phẩm này thì sau cuộc thi á thì khoảng vào giữa tháng thì sẽ có bán trên tất cả cửa hàng cá cảnh trên toàn quốc. Etra Bio trên toàn quốc luôn ha. Đúng rồi. Hay quá các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái việc mà chụp hình check in và nhận quà ở đây cho các bạn xem ha. Ok, và bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái việc chụp hình để check in để nhận quà của Etra Bio hôm nay các bạn ha. Rồi. Mình chụp ở đây. Ở đây hả? Ở đây cũng được. Chứ không ở bên kia. Đây có cái sản phẩm mới á. Ok. Này. Rồi bắt đầu là đúng rồi. Ok, mình chụp hình với nhãn hàng Etra Bio các bạn ha. Xong rồi hả? Tấm này ok nè ha. Tấm này là được rồi em ha. Được. Ok. Bây giờ là qua nhận quà đúng không? Giờ là em gửi quà cho anh. Bây giờ là thao tác tiếp theo là anh check in Facebook đúng không? Bây giờ mình check in Facebook ha. Ok ha. Rồi. Ok, mình đã đăng xong các bạn ha. Ok, cảm ơn anh Tuấn. Gửi anh Tuấn một phần quà. Cảm ơn. Anh cảm ơn nha. Ở phía bên đây thì mình thấy nó có một cái gì đó cũng khá là hay các bạn. Đúng rồi. Cái này nó giống như là cái bông dụ các bạn. Rất là ngộ ha. Không biết là ai là chủ cái cửa hàng ở đây ta. Dạ, chào anh. Em là chủ cái gian hàng ở đây. Dạ vâng. Anh tên là Tuấn. Dạ chào anh, em là Triệu ạ. Em là Triệu. Dạ vâng. Hôm nay anh đi ngang đây thì anh vô tình anh thấy cái này nó cũng vui nè. Dạ. Không biết là cái này nó là cái gì, nhìn giống cái bông dụ nha. Thật ra đây là sản phẩm lọc vi sinh đầu tiên bên thương nghiệm bản demo cho người sử dụng tại thị trường Việt Nam do bên em Thu Guppy ra sản xuất. Đây là tên thương hiệu. Dạ đúng rồi ạ. Guppy Thu ra. Thì em có để số điện thoại ở bên dưới luôn. Và thứ nhất là em sẽ nói tổng quan về sản phẩm này đầu tiên cho anh và khán giả của anh dễ hiểu hình dung hơn. Thứ nhất là em sử dụng ống oxy đi qua đầu elip để đưa cái dòng nước nó truyền lên trên. Và sau đó bông lọc nó sẽ lọc hết toàn bộ cặn bẩn trên này luôn. Và nó sẽ đối lưu dòng nước đi xuống qua các cái đá lọc và nó sẽ đưa các dòng nước ra lại qua cái ống này như anh thấy là ống hút. Và nó sẽ tạo ra cái cốc của mình nó sẽ quay. Theo anh hiểu là cái này nó xoay vòng vòng, nó sẽ tạo một cái dòng xoáy nước. Dạ đúng thì rồi. Như vậy thì nó sẽ hút cái phân cặn bã dơ vô trong. Dạ. Nhưng mà cho anh hỏi một cái câu nó hơi tế nhị là dạ, vâng. Khi nó xoay như vậy thì nó có ảnh hưởng tới nó tạo dòng xoáy mà nên dạ, con cá rồi. Nó bị bơi nó có bị ảnh hưởng tới nó không? Thật ra nếu như mà anh sử dụng là lượng oxy quá cao thì cái lượng quay của nó sẽ cực kỳ mạnh. Nó sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp vào cá guppy của mình luôn. Giả sử nếu mà cá guppy này nó bị đánh vào nó gãy mất một cái đuôi thì sao? Thứ nhất là em sẽ luôn dặn khách hàng của mình là bằng oxy vừa đủ để sản phẩm của mình nó quay thôi.
không đưa sản phẩm oxy vào nhiều quá để mà nó dẫn đến cái tình trạng là nó quay quá nhiều, quá mạnh. Và cái thứ hai nữa là nó, nếu như mà lượng oxy nó vào quá mạnh đi thì nó sẽ có thể là hút cá luôn rồi luôn. Cái này cho anh hỏi nữa là cái này nó, khi mà mình sử dụng cái này nè thì mình có cần thiết phải là sử dụng cái hồ bự như vậy không? Thực ra thì hiện tại bên em có đang dự kiến là cải tiến sản phẩm. Thứ nhất là đây là đường kính 16 là sẽ sử dụng cho cái hồ như thế này, có thể nhỏ hơn được một chút. Và sản phẩm tiếp theo là đường kính 14 là sẽ sử dụng cho cái hồ này nhỏ hơn. Và bên cạnh đó là mình sẽ nuôi thêm cá con. À, hay quá. Anh thấy cái này nó cũng có cái gì đó nó giống cái lọc bio nha. Cái lọc bio là nó thổi hơi từ dưới lên, cũng giống như cái này. Và nó tuôn ra ngoài, nó chỉ khác em ở chỗ là cái này của em cao hơn, oxy nó không chạy ra ngoài thôi. Thứ nhất cái sản phẩm này nó khác cái lọc bio bình thường, đó là nó sẽ từ dòng nước đi lên đây và nó dòng nước nó sẽ đấu lưu xung quanh qua cái nước, các cái đường ống hút. Và nó khác cái lọc bio là sẽ đưa dòng nước và oxy đi ra ngoài phía bên trên. Và cái thứ hai nữa là cái này nó lọc bio bình thường thì nó sẽ cố định đi một chỗ luôn. Thì anh sẽ không dễ dàng và anh vệ sinh hết toàn bộ cái hồ đi. Thôi cái này đúng ha. Dạ đúng rồi. Thì anh có thể sử dụng là di chuyển hết toàn quanh. À mình nắm đi đâu cũng được luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Cứ ví dụ chỗ này nó dơ, anh sẽ kéo nó đi từng chút, từ xíu. À nó làm cái chỗ hút hơn, độ hút hơn luôn các bạn. Đúng rồi. Vậy là nó nhiều công năng trong một cái luôn. Dạ đúng rồi. Nó sẽ giảm bớt công suất của mình lại, để thay vì mình lấy một cái ống hút mình đưa nước đi ra, mình hút hết cái cặn bẩn đi ra. Hay quá. Bắt buộc mình thay vào nước lại. Cái này mà trong tương lai nếu mình phát triển hơn nữa, mình có cái gì mình cắm vô đây, cái hút một phát nó hút dơ ra ngoài, xong mình dứt cái ống ra một cái là mình xài tiếp. Không à? Dạ, đúng rồi ạ. Thì trong tương lai nữa thì không chỉ riêng về phần cá guppy, thì em vẫn đề hướng rồi sản xuất là tương lai sẽ sản xuất ra cho tôm và cá ba đuôi, cá coi. Những sản phẩm nó sẽ bự hơn như thế này và những sản phẩm cá nó sẽ nhỏ hơn, như đi theo cái đường kính này. Cái này là idea ban đầu của mình ha. Dạ, đúng rồi ạ. Và đây là sản phẩm trong hộp mẫu của bên em. Thì đây sẽ có từng chi tiết, từng bộ phận và có kèm theo sách hướng dẫn. Đây có cái ống nè các bạn. Dạ, có sách hướng dẫn các bạn ha. Sách hướng dẫn sử dụng để mình lắp ráp ngay từ đầu. Bạn in màu, bạn hướng dẫn rất là đẹp các bạn ha. Có thân lọc nè, hướng dẫn lọc bra nè. Bra này là mình viết tắt cho cái gì ha? Dạ đây anh. Bio Rotation Elite. À, Bio Rotation Elite. Elite. Hay quá các bạn. Sản phẩm độc quyền luôn ha. Ở trong đây anh thấy nó cũng có hướng dẫn sơ sơ, nhưng mà anh muốn em nói trong đó nó có cái gì. Thật ra thì đây là một sản phẩm full bộ lọc của bên em. Thì thứ nhất đây là bộ lọc đầu elip, nó sẽ đi kèm với ống dây, mình sẽ đút dây và đưa vào bình oxy. Và bên trong anh này trả lại em cái này theo, hai cái ống này để nó cố định cái phần cây lọc. Như hiện tại anh thấy sản phẩm nó có dưới để nó cố định cái phần thân dưới. Với bên cạnh đó thì nó sẽ có vi gồm và bông lọc và đá lọc. Thì mấy cái này là mình xài hư rồi cái mình đi mua cái khác mình bỏ vô hả? Dạ đúng rồi. Mình hay là mình giục luôn. Mình giục luôn cục này. Dạ mình không, mình sẽ thay cái bông này thôi và mình sẽ giục trường tồn luôn. Và bên cạnh đó thì với cái đá lọc này nếu như mà quý anh chị có thể mua về và có thể thay đổi tùy ý các loại đá luôn. Ví dụ đá matrix, đá lấy ông thạch. Vật liệu lọc nào mình thích thì mình bỏ vào thôi. Tuy nhiên là bên em sẽ đưa sản phẩm full như thế này vì nó đỡ tốn công để mà thay hơn. Dạ, nếu mà mình không thích thì mình có thể thay thôi. Không biết là bên em có chương trình trải nghiệm dùng thử sản phẩm hay là khuyến mãi giảm giá gì không? Dạ, hiện tại đối với hai ngày chương trình sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay thì bên em đang có chương trình xem giảm giá 20-30% đối với tùy loại mình mua số lượng lớn hay không. Dạ vâng, hiện tại là sản phẩm nếu mà mình mua lẻ sản phẩm tức ngày hôm nay là 10% là còn 109.000. 109.000 cho sản phẩm này ha. Giá nguyên của nó sẽ là khoảng 120.000. Dạ vâng. Thì sau hai cái ngày diễn ra show guppy này, không biết là anh và các bạn có thể tìm cái sản phẩm mình mua ở đâu nha? Dạ, thứ nhất thì anh có thể liên hệ qua với em qua số điện thoại là 0918 444 367 0918 444 367. Có thể liên hệ trực tiếp của em qua Facebook là Trần Quốc Triệu luôn. Trần Quốc Triệu các bạn ha. Ok, mình có thể tìm bạn ở đây ha. CEO luôn nhớ bạn. Ok, thì cũng cảm ơn những chia sẻ của em về cái bộ lọc này. Ban đầu nhìn tưởng công vụ không á. Ok, thì chúc em thành công. Chúc em sức khỏe. Dạ vâng, rồi cảm ơn anh và cảm ơn các bạn. Phía bên này thì mình thấy là cũng là vinh danh nhà tài trợ các bạn ha. Là Hạnh Thanh Thuần Guppy Champion Việt Nam ha. Và phía bên này là những tên những nhà tài trợ, như là hình ảnh nè, nhà tài trợ bạc, nhà tài trợ kim cương. Họ làm rất là chỉnh chu và chi tiết các bạn ha. Rất là chỉnh chu ha. Team cá chợ nè, Laser, TN, Guppy Farm, Lingo vân vân. Có cả idol TikTok nữa, Thế Chiều Guppy nữa. Xin giới thiệu các bạn, đây là trưởng ban tổ chức, anh Thuận.
Và không biết rằng là để tổ chức lên một cái show guppy hoành tráng như thế này thì mình phải mất bao nhiêu thời gian và công sức để mà dựng nên cái show guppy như thế này anh Thuận? Ok, trước tiên thì xin chào tất cả anh em đang xem clip nha. Thì mình là Thuận, mình là trưởng ban tổ chức của show Thuận Guppy Championship. Thì lúc mà làm cái show này thì mình đã ấp ủ tầm khoảng nửa năm á. Thì nó có nhiều vấn đề ra là mình cũng ở trong hiệp hội cái màu Việt Nam, thì cái màu năm tổ chức trước và mình tổ chức sau, thì mình chuẩn bị tới bây giờ là cũng hơn nửa năm rồi, nhưng mà khi mà bắt đầu làm để mà anh em đồ hợp lại với nhau á thì cũng rơi vào tầm khoảng 3 tháng. Thì đó, khi mà mình lên cái kế hoạch chỉnh vô lịch trình rồi hết thì cái show của mình rơi vào tầm khoảng hơn 700 triệu, nói chung từ giải thưởng cho tới tất cả những cái chi phí, tổng chi phí là hơn 700 triệu. Mà thiệt sự là đam mê, các bạn mất nửa năm và hơn 700 triệu, hơn nửa tỷ đồng để mà dựng lên một cái show cho anh em tham gia chơi. Thì cũng rất là may mắn được rất là nhiều anh em nhà tài trợ, trong đó là những người này em hả? Đúng rồi, những người này thật này. Trong đó đặc biệt là có nhà đại diện chính là Echa Bio, có sản phẩm mới là Echa Bio ha. Echa tưởng đâu là Zero Shop. Zero Shop là sản phẩm mới của Echa Bio, thì cũng có sự đồng hành để mới làm nên được một cái cuộc thi nó hoành tráng như thế này được. Hay quá. Thì không biết là cơ sở của kinh doanh của mình ở đâu Thuận ha? Thực sự thì em làm cái show này đam mê là chính, cũng không có để là giúp cho vấn đề kinh doanh tốt hơn gì hết. Tại vì em thực tế là không có kinh doanh vào cái nền bảy màu này. Cũng rất là khó tin một bạn không có kinh doanh trong bảy màu, không có kiếm tiền từ bảy màu mà bạn tổ chức một cái show hơn nửa tỷ đồng và mất hơn nửa năm để mà dựng cái show. Đòi hỏi bạn phải có một cái sự nhiệt huyết rất là lớn các bạn. Để thậm chí mà em cũng có nuôi cá tầm khoảng 300 hồ, mà khi em làm cái show này á là em giống như kiểu là phải nhờ người khác chăm và em mổ bê hết toàn bộ luôn, là em tập trung vào show luôn. Cho nên khi mà qua show thì em sẽ nuôi lại, em hoạt động cái màu tiếp tục lại. Còn vấn đề buôn bán chắc cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đó. Nhưng mà trong tương lai thì... Trong tương lai thì có thể em sẽ mình chia sẻ những cặp cá đẹp cho anh em thôi. Đây là một bạn đam mê và phát triển đam mê vô điều kiện các bạn. Ok. Thì không biết là ở trong cái show này thì mình có bao nhiêu thí sinh tham gia, bao nhiêu con cá và bao nhiêu hồ Thuận ha? Thì khi mà mình làm cái show này á, cái số lượng đăng ký của mình là cho 2 tháng á, thì cho tới ngày cuối cùng luôn á, thì là cái lượng đăng ký là tầm khoảng 500 hồ. 500 và, hồ? Đúng rồi, 500 hồ, và số lượng thí sinh tham gia cũng rơi tầm khoảng từ 200 tới 300 người. 200 tới 300 người. Đợt này may mắn là được các anh em Việt Nam ủng hộ rất là nhiều, nhưng mà cũng có một số anh em giống như kiểu là cuối năm rồi bận bịu nhiều quá thì cũng không đi được, cũng rất là buồn, nhưng mà những anh em nó không đi được. Nhưng mà hy vọng là sau tổ chức thì sẽ gặp nhiều anh em đó hơn. Ok, thì anh thay mặt cho các bạn xem kênh của anh cũng cảm ơn Thuận về những chia sẻ vừa rồi, và cũng chúc cho show mình diễn ra thành công và tốt đẹp. Và mong rằng có những cuộc thi này diễn ra nhiều hơn để những anh em bảy màu có dịp giao lưu và học hỏi. Yeah. Cảm ơn em. Nói chung cũng cảm ơn anh và cảm ơn kênh Beta Cell đã quan tâm và ủng hộ đến show như thế này. Cảm ơn anh em rất là nhiều và cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Vì là show tổ chức phía bên ngoài, ở nơi đây thì ánh sáng rất là nhiều nhưng mà có vẻ là nó hơi nóng, nên cái công việc chấm thi của ban giám khảo cũng như thí sinh cũng sẽ hơi khó khăn đó các bạn. Mà không biết rằng cá ở bên ngoài khi mà trời nắng như vậy thì nó có ảnh hưởng không? Thì chút nữa mình sẽ có một vài cái phỏng vấn để mà mình xem coi nó như thế nào ha. Thì ở đây mình đếm sơ sơ, ở đây có khoảng hơn 500 hồ các bạn ha. Ở đây là một dải là 10 hồ, nhân cho 3 là 30 ha. Cái dãy này mình có 7 cái dãy như vậy thì là 201, và phía bên kia nữa thì mình dự toán là khoảng chừng hơn 500 hồ. Thì công việc chấm thi của ban giám khảo cũng đang diễn ra và họ đang rất là cực lực. Họ chấm từ phía bên trong và phía bên ngoài, và thời tiết ở ngoài trời thì nó hơi nóng, thành ra là cái việc chấm thi nó cũng hơi khó khăn các bạn. Ở đây thì những chú cá mình cảm thấy rất là khỏe ha. Bây giờ mình phải đi kiếm một cái anh nào để giới thiệu tên cho các bạn xem. Một số loại thì mình biết tên, như là cái này là Tiger nè, cái này là Black Medal nè, tụi này là White Mozart nè. Guppy cũng rất là đa dạng các bạn ha. Tụi này là White Guppy nè. Một số loại này thì mình không biết tên. Phía bên đây là cái cửa mở để mà cho ban giám khảo họ ra vào để họ chấm thi đó các bạn. Phía bên trên này thì người ta cũng để tên nhà tài trợ này nọ ha. Rất là bài bản và chuyên nghiệp các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm một bạn thí sinh nữa để mình phỏng vấn cho các bạn xem ha. À mà khoan, ở đây có một idol Bảo, Mr. Bảo Suzu nữa nè.
Ồ, anh Dũng. Chà, tiện đây có anh Dũng. Đây là một người anh mà mình gặp ở trong cái tuần lễ sinh vật cảnh cũng như ngày hội sinh vật cảnh. Lâu lắm rồi đó. Lâu lắm mới gặp nhau. Nhưng mà có những cái chuyện xô chậu này anh em mới được gặp nhau anh ha. Đúng rồi, những cái cuộc thi thì tụ họp những anh em những cái tỉnh xa rồi kia lại cái gấp bi rồi hội tụ. Dạ. Yeah. Lại những thi những cái đẹp của mình làm ra thì tranh tài để phát triển cái gấp bi mình lên. Thì hôm nay không biết là anh Dũng tới với cái show thi này thì anh Dũng đi bao nhiêu cặp cá ha? Theo cái team mình nha, cái team là team cá chợ. Đây. Team cá chợ. Ô cái team tên độc ta, team cá chợ. Team cá chợ. Cá chợ nhưng mà đi thi cá có chợ không? Cá chợ đàng hoàng, cá Việt Nam nha, làm từ Việt Nam. Cá chợ có nghĩa là mang tên là cá làm từ Việt Nam. Làm từ Việt Nam, anh em là từ Việt Nam làm ra. Dạ. Là nói chung là trong tem là thi khoảng 100 hồ. Dạ, anh Dũng có thể giới thiệu cho em vài cái loại tên mà cá anh đi thi được cho các bạn xem được không? Bây giờ các bạn hát môn là có leopard. Leopard ha? Leopard hát môn. Dạ. Này. Leopard. Rồi cái nào nữa anh ha? Rồi, cái này là Ender. Ender. Đó, sông kiếm. Dạ. Đó, rồi đây là Golden Lay. Cái này là Golden Lay ha. Golden Lay. Wow, tên đẹp ha. Đó. Rồi những cái dòng mà Bluetooth Bass. Như Bluetooth Bass. À, mấy hồ Bluetooth Bass này, bản to Delta. À, Bluetooth Bass. À, này Bluetooth Bass Full Red. Cái dòng mấy những dòng Full Red nữa. À, những dòng Full Red, đây là những cái dòng mà mình ở đâu mình cũng sẽ thấy các bạn ha. Đúng nhưng rồi, mà đặc biệt rất là bắt mắt cái màu đỏ. Ở đây con cá rất là bự và rất là đẹp. Đòi hỏi cái người thi họ phải dưỡng con cá chăm sóc rất là tốt để đem ra thi mà các bạn thấy không? Hôm bữa mình quay ở nhà anh Lê Tuấn á thì mình hỏi á, là con cá nó bự như vậy thì nó có di chuyển nó có trình diễn được hay không? Nhưng mà hôm nay tới đây thì mình thấy phần lớn đều trình diễn tốt các bạn ha. Đó là Full Red. Rồi những lắc mốt câu. À, lắc mốt câu cái này hả nè. Mấy dòng mua to. Dạ. Cái này Bluzaban. 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 Đây là Bluzaban các bạn. Đó, cái này là HP Lu à. HP Lu. Đó, đẹp quá. Là Blom Bastel. Dạ. Đó, nó nhiều nhiều loại. Nhưng mà hôm nay ở đây anh thấy cái loại nào mà anh cảm thấy là nó mới và nó bắt mắt nhất anh? Nói chung mỗi anh em chơi mỗi dòng. Dạ. Mỗi dòng thì ưu tiên những cái dòng mà anh em thích. Dạ. Anh em nuôi để em phát triển cái dòng đó lên. Dạ. Để mình được cái cúp giống như mà để được giải để cho anh em có động lực. Dạ đúng rồi. Để phát triển lên thành quả của mình làm trong bao nhiêu lâu. Dạ. Dạ. Mấy tháng trời luôn mà. Dạ. Một con cá thi là nuôi khoảng tầm 6-7 tháng, 8 tháng. Dạ. Nó mới bung hết những cái đặc điểm rồi những cái màu sắc quay đuôi các kiểu body. Dạ. Thì hôm nay không biết rằng là ở trong cuộc thi này khi mình tham gia thi thì anh Dũng có mình có dự đoán trước rằng là mình sẽ có bao nhiêu phần trăm là mình chiến thắng không? Nói chung là cái tay mình thi 100 hồ thì là đẩy phong trào lên. Dạ. Những em khác thấy như vậy. Dạ. 21 rồi lấy lựa những cá đẹp của Việt Nam mình đem đi thi. Dạ. Như nói chung là đẩy phong trào thôi chứ thi mà người này người kia cá người cá này cá kia mình đâu có biết đó trước được đâu. Dạ. Nói chung là thi là để đẩy phong trào. Dạ. Những anh em thấy những cá của mình làm ra ok đẹp. Dạ. Chứ không có chắc cứu được đâu. Nói chung không có chắc cứu được. Hôm nay em thấy rất là nhiều nhà tài trợ ở đây và rất là nhiều thí sinh ở đây thì không biết là mình có bao nhiêu thí sinh từ các tỉnh thành tới anh ha? Rất là nhiều á. Dạ. Tại miền Tây nè. Dạ. Nói chung miền Trung rồi miền Tây Nguyên cũng có xuống đây nữa. Dạ. Đắk Lắk, Gia Lai nói chung là nhiều. Dạ. Nhiều. Nói chung là từ miền Trung đến miền Nam đều có. Dạ. Rất là đông. Rất là đông là đúng. Tất cả những người mà họ mang đam mê guppy họ tụ họp về đây để tạo thành một cái show lớn, một sân chơi lớn để anh em có dịp giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Đúng rồi. Ngoài ra thì đương nhiên là trong cuộc thi nào thì họ cũng sẽ có giải thưởng. Em nghe nói rằng cái giải thưởng này nó cũng rất là lớn anh Dũng ha. Đúng rồi, cái giải best á. Best of show á đến cái iPhone 14 luôn á. iPhone 14 luôn nha các bạn. Bạn đó. Nào mà đem cặp cá vào lỡ may mắn mình có một cái giải thưởng thì đôi khi biết đâu mình có iPhone 14. Đó, với một cái bẻ đặc biệt đó là cái best máy. Dạ. Cái best máy là đến 10 triệu luôn. Wow. Ngon ha. Ngon à. Chứ là mình đổ chất ra những cái show này là anh em đẩy phong trào lên cái bi mình phát triển. Dạ.
Thì em thấy là cái cuộc thi hoành tráng như vậy thì chắc là mình mất rất là nhiều ngày để mình tổ chức cái show thi này anh ha. À đúng rồi, tại vì á lên mà mình muốn tổ chức cái cuộc thi mình sẽ lên hãy set up lên toàn bộ trước là khoảng tầm 1 tháng đến 2 tháng. Dạ. Là mình lo những cái vòng ngoài rồi xong xuôi hết rồi bắt đầu mình mới đưa ra chi tiết. Dạ. Những nhà thiết kế băng ron rồi này kia băng nơi nè. Nói chung phải ít nhất là phải 2 tháng. Dạ. Rồi mình mất 2-3 tháng để mình lên ý tưởng, mình dựng chương trình, mình hội tụ anh em, và mình mất bao nhiêu ngày để mình dựng lên chỗ này ạ? À, nếu mà dựng cái này lên thì nếu anh em mà đông á, mình sẽ làm setup trong phải 1 ngày đến 1 ngày rưỡi. Dạ. À, 1 ngày đến 1 ngày rưỡi. Bao nhiêu người dựng anh? Nếu anh em trong ban tổ chức đông khoảng 10-10 người. Cái đó mình có trả tiền không? Không, cái đó là anh em trong ban tổ chức. Anh em tâm huyết với nhau hả? Tâm huyết với nhau để góp người, góp công, rồi góp sức để mình làm cho nó hoàn chỉnh hơn. Ờ, dạ. Là nó phụ một tay nhau á. Nói chung là không có công gì hết. Dạ. Cái này hình như là em nghe nói là mình nhận cá từ ngày 2 giờ rồi phải không anh? Đúng rồi. Trước một ngày đúng không? Trước một ngày. Trước tại vì nó rất là đông. Đến mấy trăm hồ, 500-600 hồ luôn. Dạ. Mình nhận phải chạy trước. Mình lại mình có giấy nè, giống như cái mã. À, mình có cái mã này. Mình phải nhận mã số và mình lưu lại của mình. Dạ. Giữ. Mình mới bốt mình nhận cá là mình đưa cái mã ra là người ta nhìn cái này mình đưa trả cá mình lại. À, dạ. Là phải làm trước hết. Em thấy ở đây mình có một con cá nó bị chết như vậy nè. Nếu mà chết như vậy thì mình xử lý như sao anh? À, cái phần này chết á là con cá chết trong bịch. À, chết trong bịch. Chống trong bịch là do giống như là con cá mình trong vận chuyển anh em đi tỉnh xa. Dạ. Vận chuyển này kia nhầm khi nó bị sốc này kia các kiểu thì dạ, nó chết. Thì mình sẽ để trong đây cho ban giám khảo, ban thí sinh để thi nhìn thấy. Nhìn thấy là con cá trong bịch chết. Nhưng mà ví dụ bây giờ nó không chết trong bọc mà nó chết ở ngoài hồ thì trường hợp này mình xử lý sao? Cái nói chung á là cái việc chết á là cái xui rủi không ai muốn hết. Dạ. Đó, nhưng mà chết thì mình sẽ quay lại cho thí sinh xem. Dạ. Là con cá mình nó bị chết là trước khi chấm thi. Dạ. Là con cá nó bị lỗi. Dạ. Nói chung là chết là xui rủi. Mình có đền không anh? Có phải bị đền không? Không có đền. Dạ. Chừng nào mà anh em mà thi cá mà có phiếu mà dạ, mắc cá thì có thể mình đền. Dạ. Thương lượng với chủ cá. Dạ. Nó còn chết là chuyện xui rủi tại vì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi đúng cái không? Cái nước là ban giám khảo toàn là xài nước suối. Nước suối. Dạ. Nước suối đa là tốt nhất. Tốn tiền anh ha. Tốn tiền lắm chứ không phải là nước là đâu phải nước không tên mà nước cái cục. Em thấy mỗi cái hồ thì mình còn cắm một cái đầu sủi nữa nè. Đầu sủi là để có oxy cho nó tạo oxy cho con cá nó khỏe. Dạ. Thì không biết là sau khi mình thả cá lên xong rồi như vậy rồi thì mình chấm thi thì không biết là khi nào chấm thi xong anh, chắc chiều nay hả? Chiều thường thường là mấy cuộc thi kia là nó dạng 200-300 hồ. Dạ. Ban giám khảo sẽ chấm trong buổi sáng. Dạ. Tới 2 giờ là bằng buổi chiều là xong sẽ trao giải luôn. Dạ. Còn cái cuộc thi này đến 500-600 hồ là cái rất là số lượng nhiều. Dạ. Nên ban giám khảo sẽ dành thời gian một ngày này. Dạ. Ngày hôm nay chấm cho nó kỹ. Dạ. Những con cá tại số lượng đông mà phải chấm cho nó kỹ nên mất thời gian sẽ một ngày. Dạ. Là bắt đầu xong tổng kết xong ngày qua ngày sau trao giải. Dạ, để cho giám khảo được nghỉ ngơi. Đúng rồi, nghỉ ngơi rồi cho nó thoải mái. Cho anh em thoải mái cái tinh thần mà bán mới chấm được con cá kỹ chất lượng cho những anh em khác. Dạ. Thì không biết rằng là một người chơi có kinh nghiệm lâu năm. À, không biết là anh Dũng khi mà giám khảo chấm như vậy thì mình không biết là bên trong họ chấm như thế nào anh ạ? Ban giám khảo là tùy theo loại cá nha. Cái giống như tùy theo cái loại từng loại. Dạ. Bản hắc môn. Dạ. Bản hắc môn. Hắc môn là bản này hả? Bản này hắc môn là chữ D. Nó sẽ chữ D nha. À, là chữ D. Nửa phần trăng. Là đúng D luôn anh ạ? Đúng rồi, đúng D, đó chữ D, đúng nửa D, nửa dạ, phần trăng. Dạ. Đó là hắc môn, cái chuẩn của nó. Dạ. À, là... Nhưng mà thí dụ như nó bo cạnh có được không anh? Không, cái vậy là cũng ok nè. Dạ, vậy cũng ok. Lỡ, dạ, lỡ quá. Giống như là không đủ cái chuẩn hắc môn là bị lỗi. Dạ. À, đó là vậy. À. Là cái bản hắc môn này là bản tơ. Những cái bản tơ á. Cái bản tơ á, đó giống như là như vậy. Bản này là bản gì anh? Bản tơ. Bản cơ hả? Tơ, cá tơ. Cá tơ. À. Những cá tơ là dưới 3 tháng. Giống như là bên bé ta gọi là du nho. À, Jimmy á. Dạ. Là những cái đuôi. Đuôi là 1/2 của cái thân. Dạ. À, còn cái vây á là từ cái thân vây vô cái cạnh đuôi. Đó, cái góc cái đuôi phải không? Dạ. Cái cạnh đuôi là mới là cá tơ là 3 tháng. Ồ. Oh.
còn sẽ có cái tiêu chuẩn riêng. Còn những cái dòng mà em thấy như là dòng Ender, dòng White này nè, thì người ta sẽ chấm như thế nào? Theo màu sắc. Theo màu sắc kiếm. Dạ. Cái kiếm có độ dài của cái kiếm. Dạ. Như cái màu sắc kiếm body. Dạ. Cũng tổng hợp những cái những con cá mà nó đủ cái những yếu tố mà để đoạt giải. À. Như là lanh lợi, hoạt bát, bơi phải lanh lợi. Dạ. Cái này á là dòng metan, là cái dòng metan là nó đều thân. Nó đều. Nó đều đều cái lớp metan đó không? Dạ. Những cái metan đều là nó chuẩn với ngay cái đuôi về bay, cái thân thành body. Quan trọng là body với cái giống như là cái lớp metan này nè. Dạ. Trắng trắng đó. Lớp metan này thì nó có tính cái bay lưng không anh? Không. Nó là tính cái metan. Dạ. Cái metan là quan trọng với cái body với cái đuôi. Ồ. Rất là nhiều cách chấm, rất là nhiều thể loại chấm cho đúng từng rồi. Loại các bạn ha. Từng loại là khác. Giống như hoài màu sắc này cũng vậy. À đây là hoài màu sắc nữa các bạn. Cái hoài màu sắc nó đều, nó viền đều đều đẹp. À okay. Cái viền hoa văn này đúng không? Cái hoa văn này nó viền hết rồi. Đúng không? Nó hết, à. Ồ cái này là nó đòi hỏi cái nó giống là một sự may mắn luôn á chứ bạn. Chứ tại cái loại này là làm ra nó đâu có phải rồi, cực dễ lắm. Đâu. Đúng rồi, cực lắm. Dạ. Một ngàn con nhưng khi 100 con lựa ra con còn. Dạ. Thì để mà có con cá đẹp tiêu chuẩn dự thi như anh vừa nói thì chắc là những con cá này phần lớn nó phải là con cá hiếm, con cá đẹp và phải được lựa chọn tuyển chọn kỹ lắm để đến vòng thi này. Có khi nào người ta đem con cá có chừng vài ngàn vài chục ngàn vô đây thi không anh? Không có đâu, nhưng khi nói chung là con cá nếu mà dự thi trong đây là những con cá tiện. Dạ. Cá tiện chọn giữa anh em nuôi số lượng nhiều hoặc số lượng ít mình tiễn ra để mình lựa những con cá đẹp nhất mình nên thì có thể từ một con 500 lên 5 triệu. Ồ. 5 triệu có một cặp con. Dạ. Đúng rồi, tất nhiên là tùy theo loại nha, chứ không phải là loại nào đấy nha. Tại vì em hồi nãy em có đọc sơ là em thấy một cái cặp này thi là 280.000 đồng hồ. Cho nên là chắc chắn là người ta sẽ không đem con cá vài ngàn vài chục ngàn vào đây thi rồi. Đúng rồi, nhưng mà mình phải tiễn lựa những con cá đẹp nhất của mình. Dạ. Là những đạt tiêu chuẩn thì mình mới đem vô đây. Thứ hai nữa là con cá tùy theo cái dòng được bán thị trường thì từ 500, 1 triệu, 2 triệu đến 5 triệu. Wow, giá thành một con guppy nó rất là cao các bạn. Chứ không phải là như mình nghĩ là guppy nó bắn đẻ thì nó sẽ rẻ đâu. Tùy theo dòng. Giống như bên Beta mình cũng vậy, Beta thì nó cũng có cá rẻ và cá giá cao. Beta nhiều con mấy triệu, 7, 8 triệu, 10 triệu bình thường. Dạ. Nói chung là rất là nhiều loại, nhiều dòng, nhiều giá. Không biết rằng ở trong cái cuộc thi này thì anh Dũng có nhìn biết được là cá nào là cá nhập và cá nào cá Việt Nam không anh Dũng à? Nói chung bây giờ cá Việt Nam á làm anh em nói Việt Nam làm rất là đẹp. Dạ. Là lên thi đấu này là những là tiễn cá đẹp nhất à. Dạ. Khi cá nhập với cá Việt thì mình không phân biệt được luôn. Dạ. Nói chung là giờ những con cá nào mà nó chậu hơn nhiều lắm mới biết thôi. Dạ. Đó là nhưng mà Việt Nam cá mình rất là đẹp. Nhưng mà em nghĩ là phần lớn là họ phải đem cái con cá ở Việt Nam mình đi thi, tại vì bảy màu em thấy là thứ nhất là tình trạng sức khỏe nó rất là nhạy cảm. Đúng rồi. Thứ hai nữa là nếu mà cá mình nhập về á, thì mình phải dưỡng lâu lắm, mà nhập về quá trình nhập về nó đã lâu rồi. Đúng rồi. Như vậy thì về khi mà đem vào thi thì nó cũng sẽ không có bằng con cá ở trong nước. Nó sẽ nhiều khi á, con cá nhập về đây thì nhập không được giải được. Dạ. Tại vì về đây là nó nằm. Dạ. Nó nằm với nó bị gắt đuôi hoặc bị tấm gắt kiểu là nó cũng được giải. Giống như là nhập hoặc đâu không phải là nhập là được có giải. Dạ. Là những cá đẹp của mình Việt Nam mình rất là có đẹp mà vô làm giống như nó thần cái thời tiết của mình với nước là nó sẽ ok hơn. Ok. Cảm ơn anh Dũng. Ok, thì cũng cảm ơn những chia sẻ kinh nghiệm vừa rồi của anh Dũng về cuộc thi show thi cá bảy màu Hạnh Thuận Guppy Champion Việt Nam, và cũng chúc anh Dũng thành công, nhiều sức khỏe. Hôm nào có dịp thì em sẽ ghé bên trại anh tham quan và quay cho mọi người xem. Cảm ơn anh. Dạ. Thì để bây giờ Tuấn kiếm một cái anh trong ban giám khảo để mà phỏng vấn xem là hôm nay không biết là cái sự chấm thi nó có bị khó khăn hay không các bạn ha. Rồi, theo chân mình ha. Thì đây là lần đầu tiên mà mình được vào một cái khu mà chấm thi của ban giám khảo các bạn. Anh em đang làm việc rất là cực lực. Em chào anh. Chào em ạ. Dạ, thì em tên là Tuấn. Anh tên là Công. Công, anh tên Công. Đúng rồi. Dạ, thì em thấy là cuộc thi hôm nay mình có rất là nhiều cá.
thì không biết rằng nó có làm cho tạo cái sự khó khăn cho anh em ban giám khảo mình không? Nói chung là nếu mà nhiều cá thì nó không tạo cho mình ban giám khảo cái sự khó khăn gì cả. Thực chất nó đòi hỏi một thời gian một xíu để cho ban giám khảo nó chấm kỹ hơn một xíu thôi. Còn lại thực tiết tại vì thời tiết bây giờ nó rất là nóng rồi, và lại khu này em cũng thấy nóng ở đây đổ mồ hôi á, nên cũng hơi là mệt so với làm trong môi trường trong nhà hoặc là chỗ nào nó mát hơn xíu thì nó sẽ ok hơn. Dạ, ở đây mình có bao nhiêu anh giám khảo để chấm như vậy ạ? Tổng này có 5 giám khảo. 5 giám khảo mà để cho nó chấm cho 500 cặp cá, tức là 1.000 con cá đó các bạn. Nếu 500 cặp cá thì bây giờ thứ nhất việc đầu tiên là mình phải chọn ra top 5. Top 5 của một bạn. Dạ. Thì khi mà chọn top 5 một bạn xong thì sau đó mình mới tiến hành chấm chi tiết từng cặp cá. Dạ. Đúng rồi. Thì không biết rằng là chất lượng cá năm nay nó có hơn mọi năm không anh? Thực ra mà nói hơn mọi năm thì nó cũng không hơn mọi năm đâu. Bây giờ chất lượng cá Việt Nam bây giờ nó cũng sàng sàng nhau cả. Dạ. Nên mỗi nó thực chất nó tùy vào thời điểm con cá nó đem đi thi nó thể hiện được cái phong độ nó lúc dạ. lúc này không thôi. Cái thời chất cá bây giờ nó cũng tầm ngang ngang nhau. Tức là nó đạt tới cái điều độ đẹp nhất định rồi. Thật đúng ra rồi. Là nó sẽ không có hơn vậy nữa. Dạ, đúng rồi. Dạ. Chắc chắn là sẽ có nhiều cặp cá đẹp hơn, nhưng mà thời tiết hoặc là những cái gì nó ảnh hưởng nó làm con cá nó không thể hiện được cái đẹp của nó. Dạ. Thì không biết là cái quy trình chấm thi của mình nó như thế nào anh Công ạ? Cái quy trình chấm thi của bên ban giám khảo thì nó cũng thực sự không nhiều khó khăn cả. Đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn top 5 của mỗi bạn đấu. Sau khi lựa chọn top 5 của bạn đấu thì nói chung ban giám khảo sẽ từng người sẽ chọn từng cái kiểu khác nhau. Xong mà khi vào so sánh đối chiếu trong một cái hệ thống á thì nó như con đó, cặp cá nào nó được lựa chọn nhiều nhất thì nó sẽ là vào top 5. Dạ. Khi vào top 5 xong thì bắt đầu mới chấm chi tiết từng cặp cá. Dạ. Tức là chi tiết của từng loại là. Đó là chi tiết từng loại. Ví dụ bạn đấu Abdo Fungus đi. Dạ. Thì sẽ bắt đầu chấm màu sắc, body rồi vây rồi đuôi. Dạ. Và tổng thể tất cả đều phải là đạt tiêu chuẩn thì nó mới có thể có khả năng đạt giải. Dạ. Em thấy là bên đây mình chấm thì ban giám khảo phía bên trong và thí sinh phía bên ngoài giám sát trực tiếp như vậy thì nó cũng áp lực lắm anh ha. Thực chất nó cũng áp lực chứ sao không được, là chấm thi mà mình là người chấm điểm, nhưng mà nếu mà có sơ sót hay sai sót gì đó cũng sẽ có nhiều cái lời ra nói tiếc vào cũng làm cho mình áp lực chứ sao không áp lực được. Dạ. Nhưng mà phải dựa trên sự công bằng là tính. Dạ, đúng rồi. Là phải công bằng. Dạ. Ok, thì cũng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh và cũng chúc cho show mình thành công, chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi, anh cảm ơn anh. Hẹn gặp lại. Dạ. Ok, xin chào chị em ha. Thì hôm nay là ngày thứ hai rồi, là ngày 4 tháng 12. Thì hôm nay mình lại tới một ngày nữa để mình quay trao giải cũng như là phát thưởng và xem ai là chủ nhân của chiếc iPhone 14 các bạn ha. Và đây là những chiếc cúp dành cho người chiến thắng các bạn ha. Ở đây thì họ làm rất là nhiều loại cúp khác nhau và cái kiểu cúp làm cũng rất là đẹp và chỉnh chu. Thì còn phía bên góc bên đây là những cúp và kỷ niệm chương dành cho nhà tài trợ, dành cho team, dành cho reader, dành cho nhiều thứ. Nói chung là rất là nhiều cúp khác nhau và nhiều cho nhiều hạng mục khác nhau. Cái này là một hồi là tặng cho thí sinh này mà. Đúng rồi. Hay quá. Best of show. 1, 2, 3. Vì hôm nay là ngày thứ hai rồi ở cái show này rồi, thành ra những chú cá ở đây thì nó cũng đã hơi thấm mệt và không biết rằng những chú cá nào ở đây sẽ là những chú cá sẽ đoạt giải trong ngày hôm nay các bạn ha. Và do là hôm nay là ngày phát giải cũng như là ngày chính trong sự kiện Guppy Hạnh Thuận Guppy Champion Show, thành ra là hôm nay người tham quan cũng rất là đông.
Ok các bạn, hôm nay mình lại gặp lại anh Tuấn. Và hôm nay thì em nhận thấy rằng là team cá chợ mình nhận rất là nhiều giải thưởng ở đây. Thì không biết là hôm bây giờ thì cảm xúc của anh như thế nào? Nói chung là cảm xúc rất là vui, lần đầu tiên tham dự thi cùng anh em và nhận rất là nhiều cúp. Và đợt này nói chung là may mắn nhiều. Dạ. Thì mình và team rất là vui mình. Không biết rằng mình nhận được bao nhiêu giải thưởng ra anh? Nếu mà tính luôn khoảng gần 30 giải. Gần 30 giải? Gần 30 giải. Mình có những giải thưởng nào lớn anh? Có hai cái giải đặc biệt là cái giải Best Female là con máy đẹp nhất, và một giải Best Up Team là team nhận cúp nhiều nhất. Hai giải đó là giải đặc biệt. Chắc chắn là team nhận cúp nhiều nhất rồi. Cái giải Best Female là giải thưởng mình nó là cái gì anh Tức? Giải thưởng là 10 triệu đồng tiền mặt. Ồ, 10 triệu đồng tiền mặt, quá hấp dẫn các bạn. Ok, là một người chơi có kinh nghiệm lâu năm, là một người tham gia nhiều show thi, thì không biết là anh có cái kinh nghiệm nào chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể là mình có động lực để mình đi thi không anh? Nói chung là anh em cứ tự tin lên, có cá thì cứ đem đi, đừng có sợ mà đem đi nó không có giải. Dạ. Tại vì nhiều khi á, lúc mà tới thi á, có những con cá đẹp nó bệnh hay cái gì đó, nên mình có cá mà cảm thấy ok cứ đem đi thi. Dạ, tự tin lên. Cứ có cá là mình đi thi. Đúng rồi, cứ tự tin lên, dạ, đừng có sợ. Nếu mà mình thi không có giải thì mình cũng có thể là giao lưu, đúng, chia sẻ kinh nghiệm với anh em. Đúng rồi. Dạ. Nói chung là lên gặp anh em, cái đây này là một cái cơ hội tốt để anh em gặp nhau, nên dạ, cứ tự tin đem cá đi thi, đừng có sợ. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn vừa rồi. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Ok, và video tham quan Hạnh Thuận Group D Champion Việt Nam đến đây là hết. Cảm ơn chị em đã xem video. Chúc anh chị em một ngày vui vẻ. Cảm ơn chị em.